Kính thưa thầy, xin cho con hỏi tại sao khi ngủ mình có thể mơ thấy người thân đã qua đời? Khi mà mình ngủ đó, thỉnh thoảng mình còn gặp người thân của mình đó, mà trong khi đó không ai thấy, có mình thấy. Thì mình phải nên để ý lại mấy việc. Một là có phải mình là người thường thấy người đó không? Nếu mình thường thấy thì có nghĩa là người đó cần mình giúp đỡ. Còn nếu mà mình chỉ lâu lâu mình thấy thì đó là chẳng qua là cái tâm thức của mình. Thỉnh thoảng mình còn lưu hình ảnh của người thân, rồi lâu lâu mình xuất hiện trong cái giấc ngủ của mình. Còn nếu mình liên tục thấy và cùng một hình ảnh, ví dụ người đó khổ, người đó lạnh, đói, khát gì đó, mà mình cứ gặp hoài đúng cái hoàn cảnh đó, nghĩa là người đó đang ở trong cảnh khổ và mình chỉ là mình mới là người đủ duyên và đủ lực để giúp họ. Cho nên nếu mình thường thấy ở hoàn cảnh như vậy thì mình phải là người độ họ. Kính thưa thầy, khi con niệm A Di Đà Phật, con luôn thấy được Phật A Di Đà ở giữa hai chân mày. Tuy nhiên, đôi khi con lại thấy Đức Bổn Sư Thích Ca, Phật Bà Quan Âm, Đức Địa Tạng, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, không có Đức Pháp Hòa. Thấy nhiều đức qua cũng ớn lắm à. Thưa đại chúng, là khi mà mình niệm Phật á, hay là mình ngồi thiền á, mình có thấy cái gì, nhớ cái đó cũng chỉ là giả. Nếu ở phương diện sách tấn tu hành thì mình nói ồ, mình thành tâm niệm Phật, mình quán tưởng thấy được hình ảnh Phật Bồ Tát, nhưng nhớ đừng có bám cái đó, đừng cho đó là cái thiệt, Phật phù hộ mình thiệt, rồi đi đâu cũng khoe mình là thế này thế kia, không cần. Nếu trong cái tâm niệm nhẹ nhàng cảm nhận là Phật có gia hộ cho mình, Phật có hình ảnh Đức Phật luôn ở trong tâm thức của mình, như vậy tốt. Thí dụ có những người ta niệm Phật mà ông ta thấy Phật, ta thấy ma, thấy quỷ gì đó, khổ hơn. Giờ mình niệm Phật mà thấy Phật, thấy Văn Thù, thấy Phổ Hiền, Quan Âm, vân vân, thì cứ nhận đó như là một sự trợ duyên để giúp cho mình có đủ năng lượng bình an, thánh thiện để mình tu tập. Nhưng đừng bám vào cái đó và cho đó là một sự mầu nhiệm linh thiêng gì đó để rồi mình đi, gọi là mình đi khoe thì không nên. Hoặc là mình sợ hãi cũng không cần. Thấy Phật tốt hơn thấy ma rồi, phải không? Cho nên đó là cái gì thấy cũng được hết á. Nhưng mà nhớ, dù là cảnh vui hay là cảnh cảnh Phật hay là cảnh ma, thì cảnh thì đều là không thật. Đã là cảnh thì chỉ là giả thôi. Ai xác định Phật Di Đà đứng vậy đâu? Mà cũng không ai xác định Phật Thích Ca ngồi vậy đâu. Mình, con người mình tạo ra hết. Tạo ra dáng Phật Di Đà vậy, tạo ra Đức Quan Âm kia. Rồi tại vì hồi nào giờ mấy chục năm mình sống theo đạo Phật, mình thấy hình ảnh vậy, nó vô trong cái memory, cái tàng thức của mình rồi, thì lâu lâu nó hiện ra thôi, tốt, không sao hết á. Không, còn đỡ hơn là mình lưu những cái chuyện hình ảnh xấu quấy gì đó rồi nó cứ lưu xuất thì nó làm cho mình khổ. Còn như vậy thì cũng không sao, nhưng nhớ là nó không phải là cái điểm tột cùng để chúng ta bám vào, vậy được rồi. Con và ba đứa con sống với chồng và ba của chúng nó đã được 40 năm. Chồng con là một người chồng, một người cha, một người anh rất tốt, kính trên nhường dưới, nhưng tại sao trời Phật lại rước chồng con đi? Rước chồng con, ba con về cõi cực lạc, về trời quá sớm ở tuổi 37. Như vậy nghiệp của chồng con như thế nào, xin thầy giải thích. Trời đất ơi, người tốt mới được về cõi Phật, đã có xác định vậy rồi còn than chi nữa. Mà bây giờ đi về ở tuổi 67, có những người mới có 6 tuổi đã đi rồi, mới có 40 đã đi rồi.
Cho nên á, tại vì mình còn lưu luyến cho nên mình không cam tâm. Tại sao mới 6-7 đi? Quý vị có những lúc Pháp Hòa mệt quá, Pháp Hòa bệnh quá đó, đôi khi Pháp Hòa nói với mấy chú á, thầy nghĩ chắc thầy chừng 40 à. Rồi hôm qua hôm kia gì có con em đó, nó vô nó thăm Pháp Hòa, nó thấy Hòa mệt quá, nó nằm cái nó nói thầy, à thầy con nhớ rồi đó, thầy nói con 40 mà bữa nay thầy làm được 5 năm rồi nghe. Pháp Hòa mới nói giờ thầy cũng ráng thầy làm thêm 5 năm nữa. Thật sự ra không quan, cái quan trọng là không phải sống bao nhiêu tuổi, cái quan trọng là mỗi ngày mình, cái đời sống đó của mình làm được gì. Xin lỗi là vị Phật tử đã mất này á, sống xứng đáng cuộc đời, sống mà làm tròn bổn phận của người cha, người anh, người chồng tốt quá, thì vị này chỉ chết cái thân xác thôi, nhưng mà hình ảnh đẹp của vị này bất diệt trong trái tim của mỗi người mà vị này được gặp. Cái chết này quý lắm, không ai được có đâu. Cho nên đừng có buồn, đừng có khổ. Đức Phật dạy trong kinh, người sống 100 năm không thấy pháp không bằng sống một người 1 ngày mà thấy đạo lý. Sống 100 năm mà để lấy đau khổ cho người thì 100 năm đó quá khổ cho người, mà thậm chí ta nói chết đâu, chết sớm cho rồi. Còn nếu như mình sống mà mình làm, mình sống mà mình để được cái tiếng tốt cho người lưu lại, thì thưa đại chúng, bây giờ Pháp Hòa nói về đạo Phật hướng dẫn cho chúng ta 2 cái chết. Lúc nào chúng ta nhắm mắt ngây đơ nằm ra đó mà chết á, cái đó gọi là kỳ sanh tử. Nghĩa là ai cũng phải một lần chết kiểu này. Nhưng mà có một cái chết nữa gọi là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Cái chết này mình chết mỗi ngày nè. Ngày hôm qua mình là một người rất là xấu, nhưng nhờ tỉnh ngộ hôm nay mình làm lại cuộc đời. Con người của ngày hôm qua chết rồi. Như vậy mỗi ngày chúng ta cần thực hiện cái chết này. Cái chết mà xấu dở đó cần chết đi. Còn cái chuyện mà một ngày nào đó, rồi có một ngày chinh chiến tàn. Quý vị sẽ nhớ cái bài một bờ cỏ non, một bờ mộng mỹ, từng lời tà dương là lời mộ địa. Một ngày nào đó mình sẽ đi về cõi đó. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi tuyệt vời. Đây chúng ta đều là cát bụi ngồi đây nè. Chúng ta đều là cát bụi ngồi đây. Nhưng mà chúng ta sử dụng cát bụi này linh động, mầu nhiệm, cho nên cát bụi ngồi đây cát bụi tuyệt vời. Quý vị thấy được cái điểm đó. Cho nên cô đừng có buồn. Cô phải thấy rằng chồng mình, cha của các con mình, ông của các cháu mình đã sống trọn vẹn, sống rất đẹp. Và ông chỉ chết hình hài thôi, nhưng mà ông không chết trong dòng máu, trong tình thương, trong nụ cười, trong lời nói. Mà thậm chí nếu nói đúng hơn, bây giờ ông không còn bị hạn hẹp trong một cái khuôn khổ của một hình thức con người, mà bây giờ ông đang hiển hiện trong các con của ông. Nếu cô có 5 người con, 5 người con cô đang sống cho 3. Bây giờ chồng mình, 3 của các con mình được manifest. Tiếng Anh gọi là manifest, tức là hóa thân vào trong tất cả các cái người con của mình. Vậy không quý sao? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. 1,000, 10,000 Phật tử Hoa Kỳ biết Pháp Hòa. Bây giờ Pháp Hòa có về Canada, trong tâm quý vị có Pháp Hòa không? Một ngày nào Pháp Hòa có chết, nếu quý vị còn ở lại, Pháp Hòa đâu có chết. Pháp Hòa chỉ chết hình hài thôi, nhưng mà không có chết trong lòng của đại chúng. Cho nên ai rồi cũng sẽ chết. Nhiều cái quan trọng là mình đã sống như thế nào để chúng ta chết mà người ta vẫn thương nhắc. Cái đó cần làm.
vị Phật tử này đã làm rồi, chồng cô đã làm rồi, cho nên cô đừng buồn, cô đừng trách, cô đừng có hỏi trời ơi, mà nếu mà cô chắc chắn rằng trời Phật rước mình chồng về cực lạc là quá hạnh phúc, biết chắc luôn về trển nữa rồi thì có gì mà lo. Một sư bà đã viết một cái bài thơ khi mẹ sư bà mất. Bài thơ như thế này: mẹ về với Phật ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Tự tại như thế. Mẹ về với Phật ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Cho nên quý vị ơi, ở đây là quán trọ mà trọ long term, còn cái quê hương đích thực của mình không phải ở đây. Ở chúng ta đang ở nhà trọ, nhưng mà cái quán trọ này tùy theo mình. Có người ở được 50 năm, 40 năm, cho nên ở 90 năm cũng là quán trọ thôi. Và quán trọ này là long term. Còn cái quán trọ mình check in khi mình đi du lịch đó là quán trọ tạm thời. Cuộc đời này là đại mộng, chim bao của mình là tiểu mộng. Cái thân này là thân cát bụi, còn có một thân bất biến là pháp thân của mình. Cho nên mình ngay nơi thân này nè, ngay cái thân sanh tử này, chúng ta vẫn có một cái thân không sanh không tử. Đó là pháp thân, đó là hóa thân. 32 năm rồi Pháp Hòa chưa về Việt Nam. Từ khi rời Việt Nam, cái báo thân này chưa về, nhưng mà pháp thân đã về rồi. Pháp Hòa không biết nhiều Việt Nam đâu. Tại hồi nhỏ mình sống tới 12 tuổi mình đã rời Việt Nam. Mà hồi nhỏ nghèo, ăn còn không có thì làm gì có tiền đi du lịch. Mà cho dù có tiền du lịch thì ai dẫn mình đi? Cho nên cũng không biết Huế là chi, không biết Bắc là gì. Nhưng bây giờ pháp thân mình có khắp ba miền đất nước. Vậy thì cái pháp thân đó là pháp thân gì? Là bất diệt đó. Còn cái thân này cỡ nào đi nữa, o bế cỡ nào cũng phải có ngày nó già, nó bệnh, nó chết. Đó là quy luật không thể thay đổi. Nếu mình nói như vậy, mình sẽ ngồi mình trách: trời ơi thầy ơi, Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn là một người bỏ cha bỏ mẹ, bỏ vợ đẹp con xinh, bỏ thành trì tất cả để đi tu. 6 năm khổ hạnh chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ta. Ngài làm tất cả, Ngài độ quá trời chúng sanh, Ngài thuyết vô lượng pháp môn, quá trời kinh sách, mà sao Phật trời rước ổng đi hồi 80. Thích Ca Thế Tôn mình ra đi lúc 80 tuổi mà. Nhưng mà trước khi Ngài A Nan là khóc tức tưởi khi mà Đức Phật mất, thì Ngài nói: nè A Nan, thân ta bây giờ như một cỗ xe đã cũ mục. Thân mình là một chiếc xe cũ mục, hễ xài nhiều thì nó phải cạn dầu cạn nhớt thôi. Mà nếu mà bây giờ mà đổ dầu đổ nhớt vô, chạy cành cạch được ngày nào hay ngày đó. Cho nên Việt Nam mình có câu thấy không, gọi là gì? 5 năm rồi gì nữa? 6 tháng 7 ngày. 5 năm là nếu mình ở khoảng 50 tuổi là còn dám tính năm. Mà nếu mà lên tới hàng 6 rồi là dám tính tháng thôi. Còn nếu mà 70 tuổi là tính ngày thôi. Bonus mà. Còn nếu mà mình mà 80 tuổi là tính giờ thôi. Còn bây giờ mà ai mà ở đây mà hơn 70 tuổi rồi đó, thì nhớ là đang tính gì? Tính ngày. Cụ nào mà 80 là tính giờ. Ai mà 90 là tính khắc. Tính sát na. Dạ. 5 năm 6 tháng 7 ngày. Có một vị hỏi: thưa thầy, đời là một biển khổ, vậy chừng nào mới hết khổ? Đời là một biển khổ, qua hết đời này là qua biển khổ. Qua hết đời này là qua khổ.
Lần đầu tiên con được đủ nhân duyên để được thấy thầy, con đã xúc động và vô cùng hoan hỷ. Hôm nay chúng con đã được đủ duyên lành để lắng lòng mà nghe thuyết pháp của thầy. Chúng con là Phật tử từ Arizona nên kính xin thầy cho chúng con biết khi nào thầy có đủ nhân duyên để thầy qua đến Arizona. Dạ, cái này là request. Kính xin thầy giải thích cho chúng con biết ý nghĩa của việc cúng 100 ngày. Cúng 100 ngày nghĩa là cúng 3 tháng 10 ngày. Và cúng 3 tháng 10 ngày nghĩa là cúng 100 ngày. Thì đại chúng là cái tục cúng 3 tháng 10 ngày là mình thêm. Ngay cả khi mà chúng ta cúng 49 ngày cũng là chúng ta thêm chứ Phật không có biểu. Thời của Phật thì Phật không có dạy cúng 49 ngày gì hết đó. Nhưng mà cái cúng 49 ngày đây là do kinh nghiệm của chư tổ. Các ngài đã kinh nghiệm qua cái sự sống chết. Và các ngài kinh nghiệm ở cái chỗ định nghiệp. Cho nên các ngài hướng dẫn chúng ta cúng 49 ngày. Để giúp trợ duyên trợ lực cho một người mới mất, để họ đủ phước báo vãng sinh. Dù không được sanh về cõi lành thì ít nhất cũng trở về cõi người để sanh được một thân người tốt đẹp. Còn cúng 100 ngày gọi là gì? Là cơ hội bào chữa vớt giác. Ví dụ như người đó quy định là người này phạm tội, nói dạ con xin khiếu nại, cho con đủ 3 tháng để cho con đi tìm những bằng chứng có thể giúp đỡ được cho người này. Thì cho nên 100 ngày là gì? Trước khi bước sang một năm, chúng ta có thêm một lần cúng nữa, để rồi một năm chúng ta cúng. Đây là một cái ngày quy định để tưởng niệm vậy thôi. Còn ý nghĩa đó là, tức là phòng hờ nếu lỡ người đó 49 ngày chưa đi thì thêm một lần nữa để trợ duyên nhắc nhở cho họ, vậy thôi. Đây là chúng ta thêm. Và những cái hình thức cúng kính đó là do chúng ta sau này chúng ta đặt ra để thành một cái nghi lễ theo cái truyền thống Á Đông của mình, và phối hợp được với cái giáo lý nhà Phật, vừa tròn vẹn cái hiếu đạo theo phong tục Việt Nam mà vừa trọn vẹn cái giáo lý Phật Pháp để trợ duyên. Chứ còn Đức Phật thì không có dạy cái vụ này. Xin thầy chỉ cho con biết trang web nào để con có thể dịch những câu cầu nguyện từ Việt sang Anh. Ví dụ cầu nguyện chư vị Bồ Tát trợ duyên cho con sớm thành tựu việc này, vân vân. Thật sự ra cái này á, quý vị phải nghiên cứu rồi mình tự dịch, chứ còn đừng có đưa kinh đưa cho máy nó dịch. Tại vì Pháp Hòa đã thử dịch tên Pháp Hòa rồi. Bữa đó Pháp Hòa bấm thử nó dịch cái Pháp Hòa, nó dịch làm sao? Nó dịch là France Republic. Tại vì Pháp là France, Hòa là Cộng Hòa, đó là Republic. Today I meet Master France Republic. Allez tout. Có khi mình viết là dịch chữ anh em, nó dịch là London, no, England brother. Cho nên không có thể bấm nguyên. Pháp Hòa mà đọc thơ mấy đứa nhỏ nó viết chỗ vào là không biết, chắc là nó dịch trong cái máy ra. Vừa rồi cách đây không bao lâu, cái mấy ngày thôi, Pháp Hòa nhận một cái mail của một chú chừng 20 tuổi à. Anh viết cho Pháp Hòa mà đọc và cười, là tại vì sao với ông Pháp Hòa biết chắc là anh đã viết tiếng Anh. Xong rồi anh bỏ nguyên cái đoạn tiếng Anh này vô trong Google Translate đó, là nó dịch ra mà nhiều câu rất là vui. Đây là con ở đây đã 3 ngày 3 năm rồi. Bây giờ xin đi về. Để gì gì mà nói chung là không có đúng
cái câu cứu của Việt Nam mà rất là mình đọc vô là biết liền. Thưa thầy, con lái xe đi làm mỗi ngày, con thường niệm chú nhưng miệng thì cứ lắp bắp niệm mà tinh thần thì cứ coi lái xe. Vậy thì sự tụng niệm này có tác dụng hay có kết quả không? Thì có tác dụng chứ, cũng có kết quả chứ. Kết quả là mình lập bập. Nào cũng có kết quả đó. Thật sự ra đó thì như thế này. Khi mà chúng ta tụng kinh hành trì đó, nó có hai phương diện. Một đó, là chúng ta có thời khóa, nghĩa là chúng ta quy định mỗi ngày trước bàn Phật hay trong phòng gì đó, chúng ta có khoảng 20 phút niệm Phật tụng kinh, rất là nghiêm túc, 20 phút. Nhưng mà nếu mình so ra 20 phút một ngày vậy đâu đủ, thì mình có thể hành trì thêm trong khi mình lái xe, trong khi mình nấu ăn, trong khi mình đổ rác, trong khi mình làm việc. Thì quý vị nghĩ rằng nếu mà mình vẫn lâm nhâm mình niệm mình tụng mà mình vẫn để ý lái xe có được không? Hoàn toàn không sao cả. Có những người, người ta vẫn lái xe nhưng mà người ta giật theo bài hát, thì cái giật này nó cũng nguy hiểm lắm, phải không? Hay là có những người, người ta lái xe nhưng mà ta hát theo cái những cái bài nhạc, thì cũng là hát thôi, đâu có tội gì. Thì bây giờ mình thay vì mình hát thì mình trì chú niệm Phật, có sao đâu. Và thậm chí có những người, người ta lái xe và lỡ ai lái ẩu là người ta liền buột miệng chửi cái người lái xe ẩu đó. Còn chúng ta nhờ có tụng kinh trì chú cho nên vừa mới định nói nhớ dừng chúng ta lại, tốt chứ không sao hết. Tu trong mọi hoàn cảnh. Thí dụ hôm nào quý vị đi làm suốt cả tuần lễ mệt quá, mà theo lẽ là mỗi ngày mình đều có hành trì 20 phút đó. Giờ về mệt quá mà nếu mình biết chắc là bây giờ mình lên ngồi tụng kinh là mình ngủ á, thì thôi bây giờ nhớ là nếu lỡ trường hợp mình không còn hành trì được thời khóa thì mình hành trì ngay trong chỗ làm. Hành trì ngay trong chỗ làm bằng cách nào? Mình có thể mình lúc mình rảnh mình niệm Phật tụng kinh, hoặc là mình ứng dụng pháp. Người ta nói nặng mình một câu, mình có thể mình định tĩnh, nhịn nhục được người đó. Đó là mình ứng dụng pháp. Đôi khi mình không tụng kinh nhưng mình tụng pháp, pháp cũng là kinh. Ứng dụng pháp là ứng dụng nhẫn nhục. Cho nên mình chỉ cần mình ứng dụng pháp là nhẫn được buổi chiều đó. Còn vậy nói trời ơi, hôm nay con tụng được bài kinh, bài kinh nhẫn. Quý vị có thể nói, ủa thầy đi vậy thì giờ đâu tu? Nó tu làm sao? Ở chùa mới kêu tu sao? Phải không? Nếu mình biết tu, tu trong phi trường, tu ở bất cứ nơi chốn nào mình tới. Thậm chí mình làm nhà hàng là tu dữ lắm đó. Người ta vô người ta ăn đâu phải người ta dễ thương hết đâu. Có những người vô ăn thực khách nhưng mà không dễ thương. Mà mình, người ta đòi hỏi mình mà mình vui vẻ mình làm, thì mình luôn luôn quán nguyện rằng á, mình là người làm. Đây là những người đến người ta dùng cơm. Hôm nay trong 10 người mình gặp một người không dễ thương, thì đây là cơ hội để mình quán chiếu về bản chất của cuộc đời, về tánh tình của mỗi người và về khả năng nhẫn nhục của mình. Tất cả đều là pháp tu hết. Nếu mình không rõ thì mình phải nghĩ rằng phải được như thế này mới tu. Cho nên trong cái bài sám quý vị thường tụng, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Mà tại con không rõ theo dòng vô minh, vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Cho nên được hết á. Thưa thầy, con xin thầy lân mẫn giải thích cho con được am hiểu. Có một người cả đời chẳng biết tu hành là gì, chỉ biết nhậu nhẹt bí tỉ. Rồi đến khi mạng chung, người thân đến chùa mời quý thầy để hộ niệm. Vậy thì có nhờ sự trợ lực ấy mà được giải hay không? Thưa cái này á, mình cũng không thể xác định, nhưng ở đây trên phương diện bình thường thôi. Nếu một người họ chưa tu gì hết, họ không biết gì hết, nhậu nhẹt,
Nhưng mà nếu phúc lâm chung của họ, mình nhờ những bậc thiện tri thức tới để tụng kinh, mình không biết họ có đi hay không, nhưng mà ít nhất mình cũng làm tròn cái bổn phận cuối đời trợ duyên trợ lực cho người này, là trước khi mình tiễn họ đi, mình còn cho họ được nghe một lời khai thị thánh thiện. Nếu cơ duyên có biết đâu chừng ngộ tánh họ cao, nhiều khi tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời sao? Cả đời không tu mà có một giây phút nào giác ngộ làm sao nói được chỗ đó. Cho nên đừng vì cái người này, ô mình nói cái ông này nhậu quá trời mà tu tụng gì. Nếu mà nói kiểu của mình vậy đó ha, chắc mấy thầy không có xô. Tại vì nếu mà kiểm cho kỹ ra đó, được mấy người tu, được mấy người chịu đi chùa chịu tụng kinh đâu. Đa phần là không có. Thì bây giờ cái vì cái người này không, cho nên trước khi họ mình sống á, mình đã đối đãi với nhau bằng cơm áo tình cảm hàng ngày rồi, bây giờ phút cuối cùng hãy đối với nhau bằng một nghĩa cử khai thị để nhắc nhở. Mà nếu người này đủ phước đủ duyên họ tỉnh ngộ, biết đâu chừng họ giác ngộ trong khi họ cái phút cuối cùng này sao. Nhiều khi họ sống họ thấy rằng cuộc đời này gọi là quá trời những cái vui, nhưng khi họ đi vào cái con đường đó họ mới thấy thật sự là khổ. Thì giây phút đó mình khai thị họ dính liền. Cũng có trường hợp đó. Còn nếu như trường hợp mà họ không được giải thoát, nhưng mà ít nhất một cái điều thiện đó mình đã gieo cho họ rồi, chứ không vì họ như vậy mà không gieo. Cho nên đại chúng nhớ là mình sống trong cuộc đời này, mình luôn luôn quan tâm và gieo duyên cho nhau. Tại sao một đứa con nít đó, nó nhỏ xíu à, nó không biết hiểu gì mà tại sao mình còn dạy nó niệm Phật? Rồi nếu mình nói như vậy, mình nói con nít biết cái gì mà dạy nó niệm? Chính nó không biết, cho nên mình ráng mình dạy nó niệm để nó gieo duyên, để nó kết duyên, để nó có chủng tử. Thì một đứa con nít nhỏ cũng giống như một cái người nhậu nhẹt cả đời mất. Một người lớn mà không tỉnh ngộ sống thì cũng giống như đứa nít biết gì thôi. Mà tại sao đứa nít mà mình còn dạy nó được? Thì huống chi một người lớn, nhưng mà họ chẳng qua là họ nhậu nhẹt rồi họ ăn chơi, nhưng mà không vì vậy mà không khai thị. Đứa con của mình á, nó hư lắm, đi chơi tối ngày à, nhiều khi 5-7 tháng nó mới tấp vô nhà một lần. Mà không lẽ giờ mình gặp nó mình không khuyên sao? Mỗi lần gặp nó, con đi đâu mà lâu quá vậy con? Thôi con ơi, 30 tuổi đầu rồi cũng phải biết quay đầu lo làm lại cuộc đời con. Nói vậy xong nói con biết rồi má. Rồi nó xách giỏ đi tiếp. 6-7 tháng sau nó trở về, mình cũng lặp lại bài kinh đó y chang. Con ơi, 31 tuổi rồi con. Mình cứ tụng miết thôi. Cho đến khi nào có thể mình không còn nữa thì bắt đầu những cái câu đó nó quán lại. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa không? Cái phẩm mà gọi là cái người cha làm thầy thuốc mà con không chịu uống thuốc. Cuối cùng người cha phải dùng một cái kế là người cha bỏ nhà ra đi và gửi một cái fax trở về cho các con là cha các ngươi đã chết. Các người con nghe như vậy buồn khổ, hối hận. Cha còn sống cho thuốc không uống, thôi bây giờ mình cùng nhau uống thuốc. Khi các con uống thuốc lành mạnh, người cha trở về với các con. Quý vị đọc trong kinh Pháp Hoa có cái đoạn đó. Cũng như thế, nếu Đức Thế Tôn không nhập Niết Bàn, có lẽ giờ này mình tu cũng ít lắm. Tại vì sao? Phật kế bên, khổ chạy lên kiếm ngài. Nhưng mà Đức Phật phải thị hiện Niết Bàn mất đi để chúng ta biết rằng đời không còn Phật. Cho nên ngài Huyền Trang á, khi mà ngài đi bộ từ ở Trung Quốc mà qua tới Ấn Độ đảnh lễ cái bức tượng mà Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài đứng trước thánh tượng của Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn mà ngài thốt lên 4 câu: Phật tại thế thời con trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Phật tại thế thời con trầm luân, Phật ở lại đời con trầm luân, nay được thân người Phật diệt độ, buồn thương thân phận nhiều nghiệp chướng, bao giờ chiêm ngưỡng được kim thân. Nếu mình không có cái tâm đó thì chắc lẽ mình không tu.
Cho nên những người mà họ tâm từ bi là bình đẳng lắm. Người tu mình cũng hộ niệm và người không tu mình cũng hộ niệm. Hễ người ta cần mình là mình có mặt. Biết đâu chừng một lần mình gieo duyên mà có kết quả tốt. Mà dù không có kết quả đi nữa, ít ra mình cũng đã cho người đó một cái duyên rồi. Thì mỗi một ngày một chút, lâu ngày thì họ cũng sẽ đầy. Cho nên đều có tác dụng hết, ít nhiều mà thôi. Câu hỏi cuối ha. Ủa chưa cuối. Bạn con có câu hỏi, nếu đem chuỗi niệm kinh vào restroom có sao không? Nếu đã từng đem chuỗi vào trong restroom mà không có sao, nghĩa là không sao. Thưa đại chúng á, thật sự ra khi mình nói là ồ mình đem chuỗi đeo tượng Phật mình vô trong nhà vệ sinh có sao không, vì chúng ta có cái tâm niệm là chúng ta tôn kính những sâu chuỗi, những hình ảnh Phật tốt. Nhưng mà thật sự ra chúng ta chỉ làm trong cái phạm vi tương đối thôi. Ví dụ mình đang đeo sâu chuỗi, giờ mình cần đi vệ sinh, mình có thể lấy sâu chuỗi ra, nếu mình sợ dơ thì mình để vào trong túi, rồi mình rửa tay, mình làm việc rồi mình đeo lại. Bây giờ nếu như trường hợp quý thầy nè, đi giảng có cái carry on, trong đó có y, có kinh, có chuỗi, mà bây giờ đi trong nhà vệ sinh ở phi trường, rồi không lẽ bưng hết mấy cái đó ra để không được lôi nó vô trong kia. Mà trong cái luật ở phi trường mà ai để hành lý nào mà không có người cai quản là hành lý đó sẽ bị tịch thu ngay. Cho nên mình phải biết tùy cơ ứng biến. Không vì mình mang sâu chuỗi vô mà mình có tội, vì chẳng qua là cái cuộc sống bình thường nó đã vậy. Nếu chúng ta đem vào mà với cái tâm bất kính thì nó khác. Còn chúng ta đem vào vì hoàn cảnh thì có sao. Ví dụ như là cái áo tràng quý vị mặc đây, thí dụ quý vị ở trong nhà này đang ngồi nghe pháp vậy, và quý vị cần đi vệ sinh thì quý vị nhớ ra cái áo này, tại vì mình có cơ hội mình ra cái áo này. Nhưng mà nếu mà quý thầy á, mặc cái áo này nè, tới chùa cũng lễ Phật bằng cái áo này, mà đi vô phi trường cũng đi bằng cái áo này. Nhưng mà cái thế của mình là gì? Phải như vậy thôi. Cho nên nếu mình làm bằng cái tâm bất kính thì nó khác. Còn vì hoàn cảnh. Còn nếu mà nói cho cùng, cho tận, nói cho đúng nghĩa giáo lý, nếu nói sạch, chỗ nào cũng sạch. Mà nếu nói dơ, chỗ nào cũng dơ. Chắc gì chỗ này sạch? Chắc gì chỗ này sạch? Không? Chẳng qua là cái nếu mà phá cái nhà đó ra, dẹp hết thì nó cũng đồng với ngoài này. Chẳng qua là mình ngăn vách lại, mình có cái cửa, mình đặt nó cái tên là toilet, thì mình liền nghĩ nó là chỗ dơ. Phải không? Chỗ uế mà hóa ra làm cõi tịnh, mọi loài mát mẻ sống yên vui, là nhờ vào cái năng lực hiểu biết và tu tập của mình. Thôi hết giờ. Còn hả? Bây giờ là Phật, thưa đại chúng, là bây giờ hơn một tiếng rưỡi chúng ta đã xong cái phần sinh hoạt Phật pháp. Bây giờ xin đại chúng cho Pháp Hòa vài phút để Pháp Hòa làm lễ quy y luôn cho mấy vị đây. Sau đó chúng ta giải tán, chúng ta dùng thì nó không bị ồn náo, ảnh hưởng cái giờ phút thanh tịnh của các vị phát tâm hôm nay. Đây là mình hộ niệm đó. Quý Phật tử có tên là Cao Thị Huỳnh Liên, Nguyễn Văn Thu, Lâm Tường Quang, Trần Tố Uyên, Trần Trình Tường, tổng cộng là 5 vị phát tâm quy tâm bảo hôm nay. Xin quý vị cứ ngồi yên tại chỗ và cùng chắp tay, đại chúng cũng cùng chắp tay để mà hộ niệm cho các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đầy đủ duyên lành, các Phật tử Cao Thị Huỳnh Liên, Nguyễn Văn Thu, Lâm Tường Quang, Trần Tố Uyên, Trần Trình Tường phát nguyện quy tam bảo, giữ gìn năm giới pháp,
để làm nền tảng tu tập cho đời sống hàng ngày, hầu mang lại hạnh phúc an vui cho bản thân, gia đình, xã hội. Giờ đây chúng con cầu thỉnh Tam Bảo Quang Lâm Đạo Tràng vì các Phật tử phát tâm hôm nay, mà trợ duyên gia hộ cho các Phật tử đầy đủ an lạc của thân và tâm, tính tâm kiên cố, bồ đề tâm tăng trưởng, sở nguyện được viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chứng minh. Xin quý vị cùng đọc theo lời phát nguyện. Con về nương tựa Phật. Con về nương tựa Phật. Người đưa đường chỉ lối. Người đưa đường chỉ lối. Cho con trong cuộc đời. Cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp. Con về nương tựa Pháp. Con đường của tình thương. Con đường của tình thương. Và sự hiểu biết. Và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng. Con về nương tựa Tăng. Đoàn thể của những người. Đoàn thể của những người. Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Thưa đại chúng, đó là ba lời phát nguyện quy y mà quý vị vừa phát nguyện. Quy nghĩa là quay về nương tựa, y nghĩa là trở về. Quy là quay về, y là nương tựa. Quy y nghĩa là chúng ta trở về nương tựa Tam Bảo Phật Pháp Tăng, để trở thành những người Phật tử biết phát tâm tu học. Chúng ta có thể nói tại sao mình phải quy y? Thưa đại chúng, nếu chúng ta không có nguyện thì chúng ta không cố gắng làm. Cái gì mà chúng ta có nguyện thì chúng ta sẽ cố gắng. Như hôm nay quý vị phát nguyện thì quý vị sẽ cố gắng. Ví dụ chiều nay Pháp Hòa mời đại chúng đi ăn cơm mà quý vị sẽ nói không hứa, thấy biết, thì quý vị không để tâm. Và không để tâm thì sẽ không bao giờ có mặt. Nhưng mình phát nguyện rồi thì mình sẽ cố gắng. Cố gắng tu tập để làm gì? Để làm hạnh phúc cho gia đình, cho xã hội. Mình có tu, Phật cũng chẳng có lợi. Mình không tu, Phật cũng chẳng có hại. Nhưng Đức Phật là người thầy, thấy cái sai, chỉ cái đúng. Thấy cái đó quấy, chỉ cho mình cái sai đó và chỉ cho mình cái đi đúng. Ví dụ Phật nói đường này sai nha, Phật không có dừng lại đây, Phật nói đi đường này mới đúng nè. Vậy thì Phật dạy cho chúng ta cái đường nào sai để chúng ta tránh. Bây giờ có 5 đường mà chúng ta cần tu tập để xây dựng cái nền tảng của một người Phật tử, hay nói rộng hơn là một con người sống trong xã hội. Không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc xì ke ma túy. 5 cái này có phải là nhân cách của một con người không? Đâu luận là phải Phật tử đâu. Ai sống trong đời cũng cần hạnh phúc, cần bình an qua 5 cái này. Đạo đức nhà Phật chỉ có 3 câu thôi, đại chúng nhớ để tâm. Thứ nhất, không làm các điều ác. Thứ hai, nhớ làm các việc lành. Thứ ba, giữ tâm cho trong sạch. Người ta hỏi mình, bây giờ anh luận, anh kết luận dùm cho tôi, đạo Phật dạy tu sao? Quý vị nhớ 3 câu đó. Đạo Phật chỉ gọn gàng trong 3 câu thôi. Không làm các điều ác, nên làm các việc lành, giữ tâm trong sạch. Nhưng đó chỉ mới là công thức chung. Bây giờ chi tiết nè. Anh nói tôi đừng làm ác thì anh chỉ cho tôi thế nào để đừng làm ác. Không sát sanh, không trộm cắp. Bây giờ anh nói tôi làm thiện, tôi làm sao để ứng dụng cái thiện? Không sát sanh là không làm ác, mà phóng sanh là làm thiện. Không trộm cắp là không làm ác, mà bố thí là làm thiện. Không tà hạnh là không làm ác, mà sống chánh hạnh là làm thiện. Không nói những lời đâm thọc, gây gỗ, xích mích, mà nói những lời hòa giải, kết hợp là làm thiện. Không hủy thân, không rượu chè là không làm ác, mà ngược lại sống an lành là làm thiện. Mà nếu mà người mà sống thiện thì tâm lúc nào cũng trong lành, trong sạch. Cho nên 3 câu đó nó rất thiết thực và ứng dụng như vậy. Thì hôm nay quý vị Phật tử phát nguyện quy y đó, nghĩa là trở về nương tựa Phật là thầy, Pháp là lời dạy, Tăng là đoàn thể.
Tượng Phật là Phật bảo, quyển kinh là pháp bảo, quý thầy là tăng bảo. Nhưng đó là bên ngoài. Còn bên trong của mình là gì? Sự giác ngộ tự tâm, sự từ bi trí tuệ tự tâm, và sống an hòa với tự tâm. Đó là tam bảo tự tâm. Cho nên lễ quy y chỉ một lần, còn tự quy y phải mỗi ngày. Một đời người quy y một lần, nhưng mà mỗi tối tụng kinh rồi phải tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Rõ ràng như vậy. Thì bây giờ quý vị giữ được cái này thì lợi cho mình, lợi cho gia đình, cho xã hội, chứ Phật là người chỉ thôi. Chứ Phật mình giữ Phật cũng chẳng lợi, mình hạ phá Phật cũng không hại. Nhưng Phật vì lòng từ thấy cái gì sai thì chỉ. Và bây giờ đã rõ được năm giới này rồi thì quý vị phát nguyện thôi. Hai người đã thương nhau sống chung với mắt chi đám cưới. Nhờ cái đám cưới mà để xác định anh bây giờ là chồng, chị bây giờ là vợ, ráng giữ cái bổn phận vợ chồng. Cũng như thế, nó tôi tự biết tôi Phật tử được rồi, quy y chi? Quy y để tự nhận mình là Phật tử, ráng sống như Phật tử. Chứ còn không phát nguyện là không làm đâu. Thí dụ cô Yến cô gọi qua cô thỉnh mà nó không biết à, rảnh là tới. Sao cô dám gọi người ta cô mời? Mình phải xác định là mình tới chứ, hứa tới mình mới tới. Cho nên nguyện tu mình mới tu. Còn tu mà không nguyện là cà xịt cà đuổi lắm, không có tới đâu hết. Thôi thì quý vị hiểu đầy đấy rồi. Thì ai nghĩ rằng mình chưa dám mà bây giờ đã nghe hiểu rồi thì ngay giờ phút này quý vị cứ ngồi đó, quý vị phát nguyện, quý vị vẫn thành pháp quy y dù quý vị chưa đăng ký. Rồi chút xíu rồi quý vị đăng ký sao. Bây giờ mình đã phát nguyện tam quy rồi, bây giờ mình thọ năm giới. Pháp Hòa sẽ nói từng giới rồi hỏi quý vị nào đã giữ được, nói dạ giữ được. Còn vị nào đã quy y rồi cũng có thể lặp lại để ôn lại cái điều này, cũng như là trợ duyên cho các vị phát tâm hôm nay. Đây là giới thứ nhất. Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra. Con xin học hạnh từ bi, nguyện không giết người hại vật, không tán thành mọi sự giết chóc, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất. Quý vị phát nguyện giữ gìn giới này được không? Đây là giới thứ hai. Ý thức được khổ đau và bất công trong xã hội do trộm cắp gây ra. Con xin học hạnh từ bi, nguyện không lấy của người khác, và con nguyện chia sẻ với người khác trong khả năng của con. Đó là giới thứ hai. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ ba. Ý thức được khổ đau đổ vỡ những hạnh phúc gia đình trong xã hội do tà hạnh gây ra. Con xin học theo tinh thần trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc của con và hạnh phúc của người bằng cách không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì phải biết bảo vệ hạnh phúc của người khác. Đó là giới thứ ba. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ tư. Ý thức được khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra. Con xin học hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau cho người. Biết rằng lời nói có thể mang lại hạnh phúc, lời nói cũng có thể mang lại khổ đau, nên con nguyện chỉ nói những lời chân thật, có giá trị xây dựng hiểu biết, hòa giải, thương yêu, mà con nguyện không nói những lời đâm thọc, vô ích, gây gỗ, vân vân. Đó là giới thứ tư. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ năm. Ý thức được thân thể này do cha mẹ, tổ tiên, ông bà trao truyền. Con phải giữ thân cho thật tốt để trả hiếu cho tổ tiên, ông bà và làm lợi cho xã hội, cho thế hệ tương lai bằng cách không uống rượu, hút thuốc, xì ke, ma túy, rượu chè hoặc những thức ăn có độc tố để không làm hại thân. Những sách báo, phim ảnh không lành mạnh, con nguyện không tiếp xúc để không làm hại tâm.
nuôi dưỡng thân tâm bằng chánh niệm tiêu thụ hàng ngày để có thể trả hiếu cho tổ tiên và nuôi dưỡng thế hệ con cháu trong tương lai. Đó là giới thứ năm. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Mô Phật. Thưa đại chúng, hôm nay đủ duyên, ngoài năm vị vừa đọc tên, có thêm Phật tử Lưu Bích Phượng cũng phát tâm quy tâm bảo, và hoặc là có những vị chưa hiểu cho nên chưa phát tâm, giờ ngồi trong pháp hội này quý vị đã thấu, quý vị phát tâm, quý vị phát nguyện thì quý vị vẫn thành pháp quy y. Và Pháp Hòa xin chúc lành cho tất cả đại chúng. Xin Thầy hoan hỷ cho hỏi, khi mình niệm hồng danh các đức Phật, có một thứ tự nhất định nào để sắp xếp tên của các ngài? Ví dụ dựa trên công đức tu hành hay hạnh nguyện của các đức Phật. Thưa đại chúng, là thật ra thì không có nhất thiết mình phải sắp xếp. Tuy nhiên ở trên cái phương diện nghi lễ, để cho nó có một cái tạm thời, một cái chương trình, một cái đề mục, thì chúng ta tạm thời sắp. Thí dụ như Văn Thù là Trí Tuệ, Ngài Phổ Hiền là Hạnh Nguyện, Ngài Quan Âm là Từ Bi, Ngài Đại Thế Chí là Dũng Lực, Ngài Địa Tạng là Nguyện Lực. Cho mình đưa các cái vị này vô trong một nhóm. Cho nên thường thường niệm các danh hiệu Phật theo Phật giáo Đại Thừa, quý vị thường hay niệm các vị này thôi, đa số. Và đồng thời cũng tùy theo trường hợp, ví dụ như mình niệm Phật Dược Sư thì mình không quên niệm thêm bốn vị Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu, bởi vì hai vị này là hai vị hầu cận Đức Phật Dược Sư. Rồi thêm hai vị là Dược Vương và Dược Thượng. Đó, đó là những vị này ở trong cái bộ độ bệnh. Thế là mình đi cầu an, mình hay là mình vì người nào đó mình cầu nguyện cho họ, mình niệm Phật Dược Sư thì mình niệm luôn các vị phụ tá. Để làm chi? Để bác sĩ tới thì phải có y tá chứ, phải không? Cho nên hãy mình niệm Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn thì phải niệm thêm hai phụ tá của ngài là Quan Âm Thế Chí. Thí dụ vậy, mình niệm Đức Phật Thích Ca thì phải niệm hai phụ tá của ngài là ai? Văn Thù Phổ Hiền. Đại khái là như vậy. Rồi ví dụ như trường hợp đây, bây giờ người ta bị những cái oan kết gì đó thì mình hướng dẫn cho người ta niệm thêm mà Giải Oan Kết Bồ Tát, Tiêu Tai Chướng Bồ Tát, Tăng Phước Thọ Bồ Tát. Vậy thì tất cả các vị này nó không có bắt buộc, nhưng chúng ta tự hiểu khi chúng ta ở hoàn cảnh nào. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như giờ Pháp Hòa mời thầy đó đến đây làm một cái nghi lễ, cái Pháp Hòa phải rước cái vàng của thầy, những người chuông mỏ khánh linh hợp với thầy để đi vô, nó hòa âm hòa điệu với nhau. Quý vị thỉnh thầy kia tới giảng thì quý vị phải mời thêm thị giả của thầy để đi theo phò tá cho thầy. Cho cái đó tự mình phải linh động cái chuyện đó thôi, chứ mà không có cái gì bắt buộc. Ví dụ bây giờ mình niệm, mình cầu an mà niệm Địa Tạng được không? Có sao đâu. Đó, niệm nhiều thì đứng trên phương diện năng lực thì mình niệm nhiều tốt thôi. Nhưng mà đây là cái thứ nhất, là do cái hạnh nguyện của các ngài người phát nguyện với nhau. Cho nên Đức Di Đà phát nguyện tạo cõi Tây Phương Cực Lạc thì hai người con của ngài xin tình nguyện làm phò trợ cho cha mình, đó là ngài Quan Âm Thế Chí. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình dựa theo, thứ nhất là dựa theo gì? Dựa theo cái hạnh nguyện của các ngài, dựa theo cái sự phát nguyện của các ngài, và các ngài luôn luôn đi chung với nhau trong cái sự giáo hóa. Ngày xưa trước khi mà ngài A Nan nhận lời thị giả cho Phật đó, thì cái người thị giả cho Phật là ngài Mục Kiền Liên. Chờ quý vị mà đi về chùa Nam Tông á, mà thấy các vị hà thờ hai thầy hai bên đứng hầu Đức Phật đó, thì hai người đó không phải là Ca Diếp A Nan, mà hai người đó chính là Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất. Còn thờ theo Bắc Tông á, thì Ca Diếp A Nan. Tại sao? Bởi vì theo quan niệm của Bắc truyền đó là gì? Ngài Ca Diếp là người kế thừa y bát của Đức Phật, theo cái lời gọi là chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm.
Còn Ngài A Nan là thị giả kề cận Đức Phật, là người trùng tuyên lại những lời Phật dạy. Đó, cho nên để hai vị Ca Diếp A Nan đó là theo cái quan niệm Bắc truyền. Còn Nam truyền là Ca Diếp ở gì? Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất là hai vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật, và biểu tượng cho hai vị trí tuệ và thần thông. Cho nên nó dựa theo lịch sử mà các vị làm thôi. À, cũng giống như ngày người ta hay thờ Đức Quan Âm, ta thờ thêm hai người nữa, Thiện Tài Kim Đồng Ngọc Nữ, Thiện Tài Đồng Tử vậy đó. Tùy. À, bạch thầy cho con hỏi câu, cho con có câu hỏi là: Kinh Thủ Lăng Nghiêm được đưa về Trung Quốc do một thầy lấy và đưa về bằng cách giấu kinh trong thân, vậy có phạm tội ăn cắp không? Phật tử quan tâm. Thưa đại chúng, là thật sự là không có phạm lỗi ăn cắp. Tại sao? Bởi vì kinh này là kinh của Phật giáo, thì các thầy là người phải bổn phận giữ gìn kinh điển của Đức Phật, là chuyện của quý thầy, chứ làm sao gọi ăn cắp được. Nhưng mà bởi vì theo như lịch sử thôi, là ông vua ông quý cái bộ kinh này, ông không cho mang đi thôi, chứ đâu phải của ổng đâu mà ăn cắp. Bộ kinh này là nguyên thủy của Đức Phật mà, của Đạo Phật mà, thì các thầy phải gìn giữ nó thôi. Cho nên các thầy mà có xin lại bản kinh này nhưng mà ổng không cho thì mình không được mang đi, không? Nhưng mà của mình thì mình nhận lại, chứ không có phạm tội ăn cắp. Giống như Ngài Huyền Trang đó, thật sự ra đó, Ngài đi thỉnh kinh đó là không có được ông vua Đường chấp nhận, như ở trong phim Tây Du Ký mình thấy. Là tại sao ông vua Đường không cho? Là bởi vì lúc đó là một cái gọi là vấn đề chính trị giữa các nước với nhau. Làm sao mà vua Đường chấp một cái visa, một cái thông hành để cho Ngài đi như vậy được? Không? Nhưng mà trong cái phim Tây Du Ký là hư cấu, cho nên đại chúng nhớ là trong phim Tây Du Ký là không có dính dáng gì đến cái chuyện sự thật của đời của Ngài Huyền Trang hết. À, mà trong cái bộ phim đó chỉ có một nhân vật có thật thôi, có thật trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa thôi, đó là Ngài Huyền Trang. Nhưng mà những tình tiết về cuộc đời Ngài Huyền Trang trong Tây Du Ký hoàn toàn không đúng. Nhưng mà ở đây mình tạm thời mình nói như thế này: tất cả những cái khổ nạn mà chư tổ hy sinh đó, chẳng qua là các ngài chỉ muốn nhắc nhở chúng ta. Chư tổ đã dày công khổ cực để mà gìn giữ cái gia tài giáo pháp của Phật, thì chúng ta giờ đây được duyên lành nghe thấy đọc tụng thọ trì gìn giữ, thì chúng ta thấy rằng cái may mắn chúng ta quá thuận lợi. Hồi trưa này có hai em lên thăm, thì hai em mới vừa định cư, thì cuộc sống cũng chưa có gọi là ổn định. Nhưng Pháp Hòa có nói, mặc dù không gọi là ổn định, nhưng các em cũng đã sung sướng hơn của những bậc mà ở đây mấy chục năm trước. Bây giờ qua đây, cộng đồng người Việt phát triển, chùa, chiền, nói chung là tất cả mọi cái đều có. Không? Và hơn nữa là bây giờ mọi thứ rất là thuận lợi. Chẳng những vậy, dù các em làm gì làm, trong tay có cái phone, muốn gọi thăm ba, thăm mẹ, thăm gia đình, lúc nào cũng rất thuận tiện. Nhưng mà so với mình ngày trước đâu phải dễ. Ngày trước là muốn gọi về thăm, mà cái thời bắt đầu điện thoại bắt đầu mới có đó là điện thoại bàn, mà đâu phải ai cũng có điện thoại đó. Nhiều khi phải gọi tới hàng xóm. Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa liên lạc về Việt Nam nhờ công việc quý thầy, là phải gọi về một cái nhà gần chùa, rồi xin cho được gặp thầy đó, rồi gia đình đó mới chạy đi tới gọi cái thầy đó. Mà không phải free à nha, không có miễn phí à. Tính phúc á, họ cho mượn cái điện thoại nói chuyện đó là họ tính phúc. À, mà ngày hồi đó Hòa nhớ là gọi về như vậy là 2.50 đồng một phút. À, bây giờ là điện thoại rất là thuận tiện, đủ các chương trình miễn phí. Cho nên mình thấy rằng mình may mắn. Thì cũng giống mình thôi. À, bây giờ mình đọc kinh thì dịch rồi, khỏi khổ nè.
Bây giờ muốn cái gì là chỉ cần Google là ra nè, phải không? Rồi thích cái gì là lấy phone chụp cái là cũng được nè. Thậm chí giờ không có máy photocopy, kẹt qua không có, cầm cái phone chụp lại vài trang nó cũng có. Cho nên nếu nói so ra với cái cực khổ của các người xưa thì chúng ta chẳng gì hết. Mà nếu mà chúng ta còn thờ ơ, còn giải đãi trong cái công việc gọi là hành trì, thọ trì, tìm hiểu, nghiên cứu, tu tập, thì quả thật chúng ta có lỗi với các ngài. Các ngài đã vì chúng ta, vì người sao, các ngài không biết ai, nhưng mà chỉ nói một câu thôi, vì người sao, hậu lai. Đó, mà các ngài làm hết tất cả mọi công việc. Mà ngày nay tất cả mọi công việc, rồi đến thời này, các vị người Việt đã dày công dịch tất cả bản kinh ra tiếng Việt nữa. Rồi chúng ta không chịu thọ trì, nghiên cứu, gìn giữ thì nó quá thật là uổng. Cho nên bây giờ mình nói cái việc này nó có thật hay không, mình sao mình biết được. Nhưng mà bây giờ mình cứ lấy, dựa vào đây mình lấy một cái ý gì đó để tự mình sắp tấn cho mình. Nếu đây là một sự thật thì chúng ta phải có bổn phận thọ trì gìn giữ. Còn nếu đây là một sự thật thì cũng các ngài cũng không có lỗi. Bởi vì cái gì của mình thì mình nhận thôi. Cũng giống như thánh tích của Phật giáo ở tại Ấn Độ, từ thế kỷ thứ 12 là đạo Hồi là tàn phá. Suốt 500 năm dài đạo Phật không có mặt ở Ấn Độ. Mãi đến thế kỷ thứ 18 do các học giả người Anh đi về Ấn Độ nghiên cứu, bắt đầu mới khai quật từ từ lên. Và nhờ các bậc tôn đức ở các nước Phật giáo lân cận trở về đó khai thác. Bây giờ ngày nay Phật giáo Ấn Độ được dựng lại. Bây giờ quý vị đi các thánh tích coi, là nhờ các nước. Nước Việt Nam qua lập cái chùa, nước Trung Quốc qua lập chùa, mỗi nước đều có một ngôi chùa ở các thánh tích hết. Và bây giờ Phật giáo bắt đầu hưng khởi lên nhờ tất cả các vị đó. Cho nên mình bây giờ, mà hồi xưa là các thánh tích đó là do các vị đạo Ấn Độ giáo họ cai quản. Rồi mình cũng phải, nghĩa là mình chỉ là một phần có chân ở trong cái ban quản trị đó thôi. Rồi từ từ mình mới xin lại những cái thánh tích của Phật giáo để mình cai quản. Nhưng mà bây giờ họ vô, họ cũng pha trộn một vài cái của họ vô đó. Cho nên không phải thấy cái gì cũng phải của mình đâu nha. Ví dụ như họ lấy dấu chân Phật á, họ in lên cái tảng đá vậy đó, họ để trước một cái thánh tích nào đó, chân Phật nè. Mục đích coi làm gì? Để mình tới mình lại hì hụp vậy đó, rồi mình rờ rẫm, rồi mình để tiền vô đó. Mục đích coi là vậy thôi. Kính chào thầy, xin thầy hoan hỷ cho con hỏi pháp chuyển luân xa là gì? Có ở trong đạo Phật không? Thưa đại chúng, đây là một cái pháp người ta gọi là thiền nhân điện, hay gọi là thiền trường sinh học. Người ta có cái câu, có cái cách đó và gọi là mở luân xa. Chủ trương là mở luân xa với mục đích là tạo cái, mở cái năng lực cho mình được khỏe, rồi mình đi truyền cái năng, cái điện lực đó cho người khác vậy đó, đại khái vậy. Cái đó thì của các vị mà người ta quan niệm về cái đó, và hoàn toàn không có dính dáng gì đến đạo Phật hết. Thứ nhất, đạo Phật chủ trương là tất cả những giáo lý của Đức Phật đều nằm trong cái gọi là vô ngã. Chứ không có, mà Đức Phật không có cái chương trình mở bất cứ một luân xa cho ai trên con người của họ. Mà đạo Phật có chuyển luân, nhưng mà gọi là chuyển pháp luân, chứ không có luân xa. Và chuyển pháp luân là gì? Là vận chuyển bánh xe chánh pháp. Nói một cách khác là truyền bá giáo lý, lời dạy, để nhằm cho mọi người được hiểu, được tu tập. Mục tiêu của đạo Phật là chấm dứt những phiền não trói buộc khổ đau, chứ không có làm gì hết. Khổ đau là khi mà con người hết khổ là con người giải thoát. Và thiền của đạo Phật là gì? Chuyển từ mê qua ngộ. Như nãy vậy đó,
từ cái điên đảo mê lầm cho đến trí tuệ sáng suốt. Mục đích của đạo Phật là chuyển sai thành ra cái gì nó chân chánh, chuyển khổ đau thành hạnh phúc, chứ không có cái đó. Thì nếu mà ai mà mình tu theo Phật thì mình biết rằng cái này nó không nằm trong Phật giáo. Còn quý vị muốn theo cái này để được mở luân xa, để thiền, để truyền nhân điện gì đó thì cái đó tùy. Nhưng chỉ ở đây mình chỉ có xác định rằng không phải của Phật giáo. Phật giáo không có những phương pháp này. Mà cái thiền định của Phật giáo là nhằm cốt là gì? Chuyển hóa những phiền não để của nội tâm, để cái tâm mình nó được an lạc giải thoát. Cái mục đích ngồi thiền của Phật giáo là cái đó thôi. Sở dĩ con người khổ là tại vì con người còn dính mắc, còn mê lầm. Cho mình thiền quán là để mình thẩm thấu được tất cả mọi hiện tượng sự vật. Ngay cả cái vị mà khai thác, khai sáng bất cứ cái gì, ngày nay các vị cũng đều đi theo vô thường hết. Cho nên không có một cái gì mà mình có thể làm, cái gì nó trường tồn bất biến hết. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ mình nè, bản thân mình nè, khỏe vậy đó, mà bữa nào mà ai trúng gió đó, trúng gió đó, mà mình cạo cho gió cho chừng 5-7 người thôi là mình ngất ngư. Tại vì bao nhiêu cái hơi mà bệnh tật của họ đó là ra là mình cũng mới mệt rồi đó. Và cái người nào mà năng lực không đủ coi, cố vấn cho người ta, những cái người mà làm counselor đó, gặp những cái người mà vô mà than thở gì, chừng 5-7 người thôi mà chừng ngày nào họ cũng gặp, mà họ không đủ năng lực chuyển hóa những cái đó coi, thời gian họ bệnh luôn. Chính họ là người chữa bệnh tâm lý mà cuối cùng họ vướng lại cái bệnh đó, tại vì không có đủ năng lực. Vậy cho nên mình không có đủ năng lực để mà khai cái gì cho ai hay là truyền cái gì cho ai hết. Vậy đó là theo quan niệm của đạo Phật. Còn mình muốn tu gì, mình học gì đó tùy mình. Ở đây thì nếu mà mình là Phật tử thì mình chỉ xác định cái này không nằm của Phật giáo, nó không nằm trong một cái bộ môn hay là pháp môn tu tập gì của Phật giáo cả. À, thưa thầy, con có câu hỏi như sau: Bồ Tát Long Thọ, tổ của Đại Thừa, mà sao không thấy chùa Bắc Tông nào thờ ngài cả? Thưa đại chúng, ngài Long Thọ đó là một trong 6 vị gọi là bảo vật của Ấn Độ. Vì ngài là một luận sư nổi tiếng. Ngài là một nè, Long Thọ là một nè, Vô Trước là hai nè, Thế Thân là ba nè, Pháp Xứng là bốn nè, Trần Na là năm nè, Thánh Thiên là sáu. Sáu vị này thường gọi là gì? Sáu bảo bối của Phật giáo Ấn Độ, Ấn Độ Lục Bảo Trang. Và ngài Long Thọ đó, ngài là một luận sư rất nổi tiếng. Tiếng Phạn gọi ngài là Nagarjuna. Naga là long, Naga là rồng á. Cho nên thường thường ta vẽ hình ngài Long Thọ đó, người ta hay vẽ có cái gì đó biểu tượng. Vì sao? Vì ngài cảm hóa được loài đó. Nhưng mà thường thường ở trong các cái tông, các chùa mà thờ đó, ta thờ theo các vị tổ khai sáng. Vì ngài Long Thọ là tổ khai sáng của Trung Quán Tông. Ngài là khai sáng, tổ khai sáng của Trung Quán Tông. Cho nên có thể là cái tông mà Trung Quán đó ta thờ ngài. Còn đa số chùa Việt Nam, chùa Trung Quốc đó là mình theo tông gì? Thiền Tông. Mà Thiền Tông thì phải thờ tổ Thiền Tông. Mà cái người đầu tiên, thí dụ như theo Trung Hoa thì thờ tổ Đạt Ma. Còn mình là người Việt, là mình theo Thiền Tông Việt Nam thì mình thờ tổ Khương Tăng Hội.
Thí dụ vậy. Nhưng mà trong cái danh sách Thiền Tông á, thì Ngài Long Thọ nằm thứ 14. Trong danh sách 28 vị tổ Thiền Tông từ thời Đức, từ Ngài Ca Diếp xuống cho đến vị tổ thứ 27 là Bát Nhã Đa La, thì Ngài Long Thọ là tổ thứ 24. Mà trong danh sách của Phật Tông á, thì Ngài là tổ thứ 84. Như vậy thì ở đây Pháp Hòa chỉ nói trên cái phương diện mình tạo tượng, mình thờ cũng thôi, chứ thật sự không thờ trong không có nghĩa là mình không kính Ngài. Nhưng mà bởi vì các chùa nào ở Việt Nam á, mà tu theo tịnh độ á, là quý vị vô phía sau nhà tổ không có thấy tổ Đạt Ma mà thờ tổ Tuệ Viễn. Tại vì theo quan niệm của tịnh độ tông của Trung Quốc thì Ngài Tuệ Viễn là khai tổ của tịnh độ tông ở Trung Quốc, cho nên ta thờ Ngài Tuệ Viễn. Và người Việt Nam mình, Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa, tông tịnh độ thì thờ Ngài Tuệ Viễn. Mà thật sự ra nói là thờ Ngài Tuệ Viễn chứ ai biết Ngài Tuệ Viễn, thì bây giờ người ta phát họa một bức hình thôi. Rồi có một dạo là Phật giáo Việt Nam là nghĩ rằng Ngài là Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, là sơ tổ của Việt Nam, cho nên có một số chùa thờ Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Hay là bây giờ tùy theo cái tông thiền của mình, thí dụ như là các vị là bên Thiên Thai Giáo Quán Tông. Thiên Thai Giáo Quán Tông yếu chỉ là tu theo kinh Pháp Hoa thì thờ Ngài Tổ Trí Giả Đại Sư. Giống như một số các chùa mà đến tổ đường là tạo tạc tượng của Ngài Trí Giả Đại Sư thờ. Thì thành thử ra các chùa mà thờ là ta thờ tùy theo cái tông ta tu, thì người ta thờ cái vị tổ khai sơn chỗ đó, khai sơn cái pháp, cái tông đó, khai tông đó, tổ khai tông đó. Chứ còn thật ra thì nếu mà nói mà thờ cho đủ hết thì thôi, có tới 500 vị A-la-hớn, hay là phải tạo đủ mấy chục vị tổ của dòng và truyền thừa. Cho nên là mặc dù Ngài có cái công trong Đại Thừa, nhưng mà Ngài cũng là một vị tổ, một trong các vị tổ. Nhưng mà cái công lớn của Ngài là giống như Pháp Hòa nói, Phật giáo Việt Nam, Ngài Khánh Hòa nè, Ngài Khánh Anh nè, Ngài Tổ Huệ Quang nè, những vị đó là có công với Phật giáo Việt Nam, gọi là gì, trong cái phong trào chấn hưng Phật giáo. Các ngài phải lặn lội đi mời thỉnh các chùa, các hệ phái ngồi lại để lập nên những cái mà ngày nay Phật giáo Việt Nam có một nền tảng là nhờ cái công đức của các ngài. Các ngài tiền bối, các ngài chịu khó. Không? Thì bây giờ các chùa đều thờ các ngài. Nhưng mà thờ thì tùy, có chùa có, chùa không. Nhiều khi nhiều quá thờ cũng không hết, thì người ta làm một cái long vị để chung trong đó, giống như đã để Tây Thiên Đông Độ, Việt Nam hải ngoại đó, và đủ hết rồi đó. Qua ra ngoài này thì cái long vị ngoài này thêm chữ hải ngoại nữa, trong nước không có. Ở trong nước là Tây Thiên Đông Độ, Tây Thiên là Ấn Độ đó, Đông Độ là Trung Hoa, Việt Nam là nước của mình đó, giờ mình thêm nữa là hải ngoại. Tây Thiên, Đông Độ, Việt Nam, hải ngoại, lịch đại tổ sư là đủ hết rồi đó. Trong đó không thiếu vị nào hết á. Hồi đó Pháp Hòa cũng có một cái ước mơ là làm một cái nơi mình sẽ nhờ cái chú Phật tử mà làm cái phù điêu nè, làm tất cả các hình tổ của Phật giáo Việt Nam, năm dòng thiền của Phật giáo Việt Nam: Đề Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, Trúc Lâm, vân vân. Vậy chi giới thiệu cũng giống như trên Tây Thiên Pháp Hòa đặt mấy cái tên, xin phép là mình dùng những đạo hiệu của quý hòa thượng, để chi, để cho Phật tử Việt Nam mình phải biết. Ví dụ các thầy ở Tăng Xá Thiện Hòa thì các thầy phải biết rằng Ngài Thiện Hòa là một vị tổ của Phật giáo Việt Nam. Ngài Thiện Hoa, Ngài Khánh Anh, Ngài Khánh Hòa, Ngài Huệ Quang, vân vân.
Thay vì mình đặt cũng được, thí dụ như là cư xá La Hầu La, cư xá Xá Lợi Phất, được chứ. Ở con số nơi ta đặt vậy đó. Nhưng mà Hòa nghĩ thôi, các ngài kia ai cũng biết nhiều rồi, hỏng chùa này làm, hỏng chùa kia làm, nhưng mà các tổ Việt Nam mà không có giới thiệu cho các thầy, các vị ở ngoài này là không ai nhớ. Cho nên mình còn phải có bổn phận làm gì nữa. Hôm nào Pháp Hòa có hứa với mấy thầy nữa, hôm nào là phải giải thích ngài Thiện Hòa là ai, ngài Thiện Hòa là ai, để các thầy biết được cái việc đó. Cho nên khi mà đặt tên, mới đầu thì định đặt, thầy viện chủ đặt mấy tên Ấn Độ, các tổ Ấn Độ, và đề nghị nó thôi mình dùng các vị hòa thượng Việt Nam mình để cho gần gũi. Và thứ nhất là Pháp Hòa rất muốn các thầy trẻ phải biết cái điều đó. Trong Phật giáo Việt Nam có những vị tổ, phải nói là Phật giáo Việt Nam rất đặc biệt. Mình là con cháu Phật giáo Việt Nam mà mình không có chịu khó mình học hỏi là mình lỗ lã lắm đó. Tại các tổ của mình và cái đường lối Phật giáo ra, ngay cả bây giờ những chương trình học Phật rất là phong phú, mà mình không có lo, mình học là lỗ lã lắm đó. Khi mà nghiên cứu vô thì mình thấy Phật giáo Việt Nam rất dồi dào. Chỉ có một cái buồn là mình chưa có bộ Đại Tạng Đại Tạng Kinh bằng tiếng Việt thôi. Nhưng bây giờ mà mình cũng đã có rồi, nhưng mà chưa đủ. Rất tiếc là các vị tôn đức, cái ban phiên dịch lần lượt ra đi khi các ngài chưa làm hoàn tất những cái tâm nguyện của quý ngài. Thì mình cũng rất mong là các ngài làm gì? Tái lai phổ độ. Tái lai là gì? Trở lại để làm cái công việc độ sanh rộng rãi. Cho nên Pháp Hòa nghĩ rằng nếu các ngài có tâm nguyện độ sanh thì các ngài sẽ trở lại. Cho nên cái việc của mình là chuẩn bị để được tiếp tục giữ những cái pháp hội của các ngài. Đó là mình nếu mà mình có cái tâm nguyện gọi là được nhờ cái sự hướng dẫn của các ngài. Nếu đời này mình tu, mình thấy mình tu chưa rốt ráo thì thôi trở lại tu tiếp với các ngài để được sự giáo hóa của các ngài, rồi tiếp tay với các ngài trong cái công việc hoằng pháp lợi sinh. Con có câu hỏi này, kính mong thầy giải đáp dùm. Con muốn thờ tượng mẹ Quan Âm, nhưng có một vài người nói với con là con còn nhỏ chỉ được thờ hình, không được thờ tượng. 50 hoặc 60 trở lên mới được thờ tượng. Quan niệm này có đúng không? Đúng không? Thầy Huệ Tạng biết không? Đúng không? Tất cả những cái quan niệm này đều là những quan niệm sai lầm. Từ chuyên môn của Đạo Phật gọi là tà kiến. Tà kiến là những cái thấy, cái biết không có đúng đắn. Thí dụ vị nào nói đó, đem bằng chứng cái quyển kinh đó ra. Quyển sách nào, quyển kinh nào nói điều đó. Và bây giờ mình nghĩ đơn giản thôi. Tại sao anh đi ra chợ anh khiêng hàng chục những cái tượng tầm bậy tầm bạ về anh để đầy nhà anh được, mà anh để tượng Phật không được là sao? Phật gì mà kỳ cục vậy? Cấm người ta cấm người ta thờ tượng khi tuổi chưa đến. Mà lý do gì? Ý nghĩa gì? Không nói được. Chứ cái này nó không có make sense. Nó không có đạo lý thì chúng ta không cần nghe. Không ai có chuyện, không có một cái Phật trời nào quy định, ngay cả các bậc thánh cũng chưa nói, chứ đừng nói tới Phật. Không có người mẹ, người cha nào mà nói nữa, mẹ có chết, con chưa đủ, mấy đứa cháu nó sanh lên chưa đủ 50 tuổi, nhớ đừng cho nó thờ mẹ, nghe không? Nó nhớ chờ tưởng cho cha mẹ là tốt thôi. Còn về hình thức cách nào đó tùy. Vì bên Tích Làng á, người ta không cần thờ lại tượng Phật, ta lại cây Bồ Đề. Vì họ nghĩ rằng cây Bồ Đề là biểu tượng cho Đức Phật. Vì cái chuyện đó nó được xảy ra vào thời Đức Phật. Khi mà ông vua Ba Tư Nặc, ông nói Đức Phật đi thuyết giảng lâu quá, ông nhớ Phật. Phật dạy ngài A Nan á, đi tới cái Bồ Đề Đạo Tràng á, chiết một nhánh cây Bồ Đề về trồng tại Tịnh Xá Kỳ Viên. Trồng xong rồi á, khi trồng xong rồi á, Đức Phật ra cây Bồ Đề đó, Đức Phật ngồi thiền suốt một ngày một đêm để gọi là ấn chứng đó. Sau khi xong rồi, Đức Phật nói
sau này tôi có đi vắng, các thầy thấy cây bồ đề này như các thầy thấy tôi. Và ngày nay cây bồ đề đó vẫn còn ở tại Ấn Độ, ở nơi Tỳ Viên Tịnh Xá đó. Mình thấy cái bánh xe chánh pháp đó, 8 câm đó là mình thấy Phật giáo. Mình thấy cái pháp y là mình thấy đạo Phật. Mình thấy hoa sen là mình thấy đạo Phật. Mình thấy cây bồ đề là mình thấy đạo Phật. Thì cô không thể nói đừng có lại cây bồ đề, ma quỷ nó dựa vô đó đó. Cho nên mình đừng có nghe mấy cái chuyện đó. Mình cứ bình thường, ai nói mình mô Phật thôi. Nhưng mà cái gì nó không có, ngay cả Đức Phật á, Đức Phật còn nói đừng tin những gì, dù là nó, cái chuyện đó người ta truyền lại lâu đời, sách vở lâu đời, truyền dạy lâu đời, ngài nói cả chục cái đừng tin. Cuối cùng ngài nói đừng tin những gì tôi nói, nếu các vị chưa có tư duy quán chiếu và thấy rằng nó hợp với lẽ thật. Thậm chí lời của Phật mà mình thấy rằng không phù hợp với hoàn cảnh của mình, mình không thể theo được, cũng không hề có tội lỗi gì với Đức Phật. Tại Đức Phật không phải là một người đặt những cái chuyện đó ra rồi bắt con cháu của mình, tín đồ của mình phải làm theo. Không làm thì gọi là có tội. Không có. Đức Phật thấy cái đó sai, Đức Phật nói đừng có làm. Làm cái đó là tội. Tội cái gì? Tội với nhân quả chứ không phải tội với Phật. Phật không có rảnh đâu mà ngồi đó mà làm cái chuyện đó. Nhưng mà cái chữ tội ở đây là anh tội với nhân quả. Và tội là khổ đau, anh tự chuốc, anh tự dằn vặt. Thí dụ như cái cô điên đảo U Bà Di đó, phá thai xong rồi đau khổ. Vậy đau khổ đó là đọa địa ngục chưa? Đó rồi. Tại vì khi cái tâm mà khổ đau triền miên là địa ngục chứ gì nữa. Địa ngục vô gián, không có lúc nào ngưng nghỉ. Địa ngục là gì? Là cái khổ mà không ngừng nghỉ. Vô gián là gì? Là không có sự dừng nghỉ, gọi là vô gián, non stop. Cho mình nhiều khi mình sống sờ sờ đây mà mình vẫn ở trong địa ngục, tại vì sự buồn khổ mình không thoát ra được. Thôi mình chấp một cái việc gì đó, người ta giải thích rồi, người ta nói rồi mà vẫn cứ cố chấp, cái đó là gì? Địa ngục của tối tâm, của dày đặc, gọi là gì? Thiết thành, gọi là tu di. Cho nên chữ địa ngục có tiếng Phạn là nê lê. Tụng cái bài sám, cái sám quy mạng đó, nê lê khổ thú ngạ quỷ đạo trung. Nê lê là địa ngục. Địa ngục là khổ cụ. Địa ngục là khổ cụ, là đầy đủ cái khổ, là khả yểm, đáng sợ lắm, đáng chán lắm. Khổ cụ, bất lạc, không vui. Thường thường khi ai hỏi, ai nói mình cái điều gì, nó vậy hả? Cho tôi coi cái đó. Kinh sách nào nói? Có nhiều vị xuất gia, người xuất gia mà cũng biểu Phật tử vậy đó, còn nhỏ đừng thờ tượng, thờ hình mà không có giải thích. Thậm chí cái tượng Phật ta thờ về, ta lỡ ta thắp cây nhang cao, quở tội chết nghe không, thắp cây nhang cao hơn đầu Phật đó. Rồi mình đi, cứ đi nói mấy cái đó thì vô tình người ta nhìn vô đạo Phật, tự mình đã lệch lạc đạo Phật thì làm gì. Rồi cứ như vậy đó, mình truyền rồi càng ngày đạo Phật nó càng méo, mà rẽ ra đạo Phật rất là thẳng thắn như vậy. Cho nên mình Phật tử là mình phải có bổn phận, mình học Phật. Học Phật để làm gì? Để có chánh kiến, chánh tư duy. Người mà có chánh kiến, chánh tư duy nhất định phải có chánh ngữ, là chánh nghiệp thôi. Thầy ơi, con quá nhiều công việc nên rất ít đi chùa, cho nên người ta bảo con không tu vậy đó, có đúng không? Đâu phải đi chùa mới tu. Có nhiều người ở trong chùa cũng chưa tu mà. Cho nên mình, cái chuyện đi chùa để làm gì, nói như vậy không có nghĩa là mình không đi chùa, cố gắng. Nhưng mà nếu vì hoàn cảnh, mình không đi chùa vì hoàn cảnh, chứ không phải không đi chùa vì giải đãi, vì phiền não, hai cái nó khác. Cũng giống như nói mình không thể ngồi tụng kinh là vì hoàn cảnh,
Còn cái đó thì mình có, vì hoàn cảnh này cho nên mình không được, thì mình lại làm ở cái hoàn cảnh khác. Ví dụ bây giờ nè, vì bận công việc không ít đi chùa, nhưng bù lại ở nhà có nghe pháp, có tu tập, đâu có sao. Nhưng mà có đủ điều kiện đi chùa mà tại giận cái bà đó không đi, cái này mới lỗi nè. Tôi ghét cái bà đó tôi không đi. Hay thậm chí có nhiều người nói sao, tôi đi chùa có một lần à, rồi tôi thấy mấy người đó họ hung dữ với nhau, tôi ghét, tôi không thèm đi. Như vậy là mình tự thối lui bằng những cái hình ảnh bất thiện của người. Cho nên nó có hai cái trường hợp. Mà thật sự nói lỗi là lỗi, lỗi với ai, phải lỗi với Phật, lỗi với chính mình thôi. Có cơ hội mà chúng ta không làm, có phương tiện mà chúng ta không tu. Rồi một đời một kiếp nào chúng ta ở một hoàn cảnh nào đó, thí dụ như người địa ngục muốn tu không thể tu. Vì sao? Có ai nói một chữ Phật cho mà nghe đâu mà tu. Có ai nói được một chữ chùa cho nghe đâu mà phát tâm. Vì cõi địa ngục toàn là nói chuyện khổ. Mở mắt ra là thấy đâm, mở quay qua bên đây là thấy chém, bên kia là chuyện khổ. Cũng giống như bây giờ, xin lỗi đại chúng, dù mình ở trong một hoàn cảnh đi, cả cái xóm đó trời ơi toàn dân gọi là hung dữ không, không có ai nói một chữ Phật gì cho mình nghe, thì cái người đó họ không có cơ hội. Cho nên nếu mình ở một cái xóm mà cái xóm mình mà có chỗ nào nhà đó có tiếng chuông tiếng mõ là biết có phước á. Pháp Hòa nghĩ Pháp Hòa đi tu được cũng một phần là nhờ ở cái xóm tu. Họ tu nhiêu mình không biết, nhưng mà sáng ra từ 4 giờ sáng tới chiều tối là tiếng chuông tiếng mõ. 4 giờ nhà này thỉnh, 5 giờ nhà kia, văng vẳng cái tiếng chuông tiếng mõ. Rồi thậm chí mình lo mình chơi giỡn ngoài sân thì thấy nghe cái bát đó bà tụng kinh. Pháp Hòa thuộc một số bài kinh là tại ngồi ở trước cửa nhà chơi mà thuộc. Rồi mấy bà cụ già thắp nhang sáng nào, tối nào cũng thắp bàn thờ ông Thiên. Bà khấn mình nghe, mỗi lần bà khấn mình chạy tới mình nghe coi bà khấn gì. Khấn gì cái tự nhiên nghe. Chín phương trời, mười phương Phật, Phật tổ, Phật thầy, Phật tiên, thần thánh cho con tu niệm, huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thủy, huệ khẩu. Nghe bà tụng, bà nghe khấn, mình cũng thuộc. Cho nên nếu mà ở cõi trời sướng quá cũng không tu, tại sao biết không? Rủ đi chơi suốt, không có nghe một tiếng chùa, không nghe tiếng Phật. Cho nên ở cõi cái chỗ mà cực kỳ sung sướng lạc thú của cõi trời cũng khó, ở một cái cõi mà khổ đau triền miên như địa ngục cũng khó. Trời, cõi người này nè, cõi người này nè, thí dụ như hồi nào giờ không ai rủ đi chùa, tự nhiên giờ người ta biết mình quá trời đau khổ, thôi em ơi, chắc cái nghiệp của em á, tự nhiên nhờ cái chữ nghiệp đó cũng khai thị mình được chút, thôi mời ráng trả nợ đi em. Ta không tu gì hết á, nhưng mà ta lỗm bỗm đâu một hai câu Phật pháp vậy đó, thôi thôi ở nhà làm gì, đi theo chị đi, đi lên chùa làm công quả đi, đi chùa tụng kinh đi, có được chữ chùa, có được chữ Phật, thôi thôi ráng niệm Phật đi đó. Cho nên ở cõi người này nè, mặc dù nó có khổ, mà trong sáu cõi, cõi người dễ tu, vì có khổ có vui, có được có mất, cho nên có cái sự là gì, tỉnh thức giác ngộ. Còn có những chỗ chỉ thắng không mà ổng thua, cho nên tối ngày cứ lo thắng. Rồi cõi này nè, vừa thấy đó, sống đó, chết đó, có cơ hội tỉnh thức. Vừa thấy được đó, mất đó. Cái ông kia, ông cầm trong giấy số, trời ơi, tôi trúng số rồi, mừng quá. Sao cái thấy ông quỵ xuống đứng tìm chết. Thì ông mừng quá, chết. Thấy không? Rồi ông lãnh ra được một số tiền. Gia đình ổng hồi xưa là con cái anh em đề huề lắm, lãnh tiền ra thì cũng tiền, tiền mà làm anh em bây giờ xào xáo trôi, gia đình bây giờ đổ vỡ hết trơn. Hoặc là người xưa, cái người đó hồi xưa là lo làm ăn lắm, giờ có tiền cái sanh tật. Cho nên mình đâu biết được. Giờ nên cõi đời này có những cái cảnh vậy đó, giờ cho chúng có cơ hội chúng ta quán chiếu, chúng ta tu. Cho nên không phải là mình không đi chùa vì hoàn cảnh nó khác. Cho nên tự mỗi người mỗi biết nha. Làm biếng mà đổ thừa hoàn cảnh là lỗi mình, ráng chịu. Có cơ hội mà không làm cái đó là sai. Cho nên nhiều lúc á, mình có một cái cơ duyên mình xá một người nào đó,
nói một câu niệm Phật, giúp đỡ một ai đó, cứ làm. Vì đó là những cái ba la mật đó. Ba la mật á. Hồi trưa này nè, trời ơi Pháp Hòa bận quá chừng mà hết chuyện này tới chuyện kia liên tục. Bây giờ cái em đó nó dẫn lên, nó nói thầy thầy, con của con hồi nhỏ đó, nó ngủ không được, nó hay mớ, con đem lên thầy dỗ mấy cái gì nó ngủ ngon tới giờ. Rồi giờ nó lớn bắt đầu lì quá. Giờ hết cái chuyện đó đổ qua chuyện khác, cái nhờ dỗ tiếp. Bây giờ làm sao mình từ chối đây? Bận tôi cho ta thôi ngồi chờ một chút để lo mấy công việc này xong. Mình tự, thật ra mình có bùa phép gì đâu, nhưng mà giờ mình nói ta đi về, ta có biết làm mấy cái này đâu. Thì ta giận ta buồn không? Thôi kệ, tùy thuận, xuống dạy đứa nhỏ đó mấy cái đại khái vậy. Đó là cái cơ hội của mình, mình làm được thì mình cứ làm. Tại chúng mới nhớ là vì buồn giận mà mình diễn cớ là một việc, cái đó là lỗi của mình đó, mai mốt mình mất duyên á. Còn vì hoàn cảnh mình không làm được, không có lỗi. Ví dụ giờ mình sống trong một gia đình, người đó khác đạo với mình, ta không cho mình thờ Phật, mình giấu Phật ở trong tủ vậy đó, không có lỗi gì đó. Chẳng những vậy Phật còn thương nữa. Đó là hoàn cảnh mà mình ráng mình tu. Cho nên trong cái nghịch cảnh mà mình tu được, cái đó là một cái mà nó vượt tất cả. Cho nên Đức Phật, kể lịch sử Đức Phật, khi mà Ngài sinh ra, hai cái vòi nước tắm cho Ngài, một vòi nóng, một vòi lạnh. Trời ơi, ai mà chơi kỳ, nít mới sanh mà sói nước mà tắm, mà cầm vòi rồng mà tắm, mà hai vòi vậy, chịu gì nổi nhỏ. Hai cái vòi nước nóng lạnh đó tượng trưng cho gì? Thuận và nghịch. Cuộc đời này luôn luôn những cái thuận nghịch nó đến với mình. Thuận quá cũng chưa chắc là tu được, tại vì cái đó nó thuộc về là thuận khảo. Còn luôn luôn gặp những trở ngại, cái đó là nghịch khảo. Quý vị học lại cái bài học sáu cái chướng ma mà mình đã học cách đây mười mấy năm đó, gọi là ma khảo đó. Trong đó có thuận khảo, có nghịch khảo, có nội khảo, có ngoại khảo. Có nhiều khi có ai khảo mình đâu, người ta đi tới, người ta đi ngang vậy mắc mới gì tới mình, coi coi nó đi thấy ghét không. Cái đó trong kinh gọi là gì biết không? Khách trần phiền não. Người ta là người khách, ta đi ngang à, mắc mới gì mình vậy mà cũng ngóng ra cửa rồi coi coi nó đi. Có nhiều khi đang ngồi ở nhà vậy, thấy người kia đi ngang chạy ra cửa sổ lại ngó rồi nói này kia tự mình. Ráng câu nữa đi. Cho con hỏi, chị gái con thích nghe pháp thầy lắm, nhưng con kêu chị đọc kinh, chị con lại rất buồn ngủ. Dạ, cho con xin hỏi thêm một câu, tính tình chị con rất nóng nảy, không kềm chế được, thầy cho con một lời khuyên. Thứ nhất là chị thích nghe pháp mà chị không thích đọc kinh, thì chị này tu khôn. Nghĩa là thầy đọc xong rồi thầy kể lại cho mình nghe là ok, còn bắt mình đọc là mình buồn ngủ. Thì cái này cũng là một cái duyên thôi. Thì nếu mà tự mình mà đọc mà mình buồn ngủ á, thì nó cũng do một á, là mình mệt mỏi. Hai á, là mình bị một cái nghiệp nó chướng mình á, gọi là hôn trầm. Nhưng mà thôi, kể ra là dù sao cũng không đến nỗi không tự đọc, nhưng mà thích nghe pháp cũng được. Thí dụ như nếu vậy thì trường hợp này mình có thể nghe kinh, mình nghe pháp, hoặc là thậm chí bây giờ kinh người ta đọc qua cái dạng audio hết rồi. Ngay cả kinh Vạn Phật bây giờ cũng có luôn. Có một cái cô đó, cô đọc kinh Vạn Phật á, cô sướng từng danh hiệu Phật rồi có một tiếng chuông để mình lại. Bây giờ có rồi, quỷ nào không có thể nhìn chữ, hoặc là không có quyển kinh Vạn Phật. Quý vị lên trên YouTube, quý vị search tìm kinh Vạn Phật hai clip đó, rồi lại theo ta đọc, ta cái cô đó cô đọc chậm, không có sướng tụng gì, cô đọc thôi. Nam mô Phổ Quang Phật, tiếng chuông vậy mình lại. Sướng không? Trời ơi, tu quá trời sướng vậy mà cứ diễn cớ hoài. Còn cái chuyện mà gọi là tính tình nóng nảy thì mình nói cái vị đó nóng nảy, nhưng mà rồi mình cũng phải nhìn lại.
cái môi trường, cái hoàn cảnh và những người xung quanh chị đã sống như thế nào để tạo cho chị một cái nóng nảy. Đôi khi mình nói một người khác bực bội nóng nảy, rồi đôi lúc mình cũng phải nhìn lại nguyên do. Tại vì thường thường nó không có bao giờ nghiệp lực thì nó không bao giờ đi một chiều, phải có cái gì đó người ta mới tạo nghiệp được, phải không? Thì vậy cho nên người mình biết người ta không thích cái đó thì mình phải khéo léo làm sao đừng có tiếp tục để cho người đó có cơ hội tạo cái nghiệp đó. Thì cái mình muốn giải mà mình không có biết cách đó, mình làm sao hồi cái giữa mình với họ càng ngày càng dày thêm. Cái đó là do cái mình phải nhìn lại nữa cái hoàn cảnh. Thí dụ như mình nói cái người đó nóng là một cái biên kiến. Biên kiến là nhìn bên. Rồi bây giờ mình nghe thêm một bên là lý do, hoàn cảnh. Chứ không phải là không có nguyên do. Cho nên tất cả chúng ta tạo nghiệp đó, nó đều có một cái nguyên do. Thật sự con người mình đó, khi mình làm sai lúc nào mình cũng phải có cái lý do gì. Mình nói tại vì như vậy mà tôi phải như vậy. Đúng không? Và có những cái nó đúng như vậy. Cho nên là nếu muốn giúp chị thì mình phải tìm hiểu coi cái hoàn cảnh, cái môi trường và những người chị tiếp xúc hàng ngày là những ai. Và có thể những người đó họ nói, họ làm và hoàn cảnh đó dễ cho chị tạo nên cái bực bội. Còn nếu mọi việc tốt hết mà chị cứ như thế là do cái tập nghiệp chủng tử của chị, thì mình phải cố gắng làm sao đừng tưới tẩm cái chủng tử phiền não nơi người đó. Và ngay cả chính bản thân chúng ta đây, nhiều khi chúng ta cũng sống bằng cái tập nghiệp của chính mình không hay. Và mình cũng có cách bào chữa để cho cái tập nghiệp mình nó an tâm mà nó phát triển. Vậy cho nên tụng một thời kinh, ngồi thiền niệm Phật rất có công năng giúp cho mình nhìn lại cái tập nghiệp của mình. Pháp Hòa ví dụ như mình có một cái tập nghiệp là trạo cử. Khi ngồi thiền là mình sẽ biết được nó nhiều lắm. Trời ơi, không ngờ tôi lăn xăng dữ vậy đó. Mình có tập nghiệp lo ra. Khi mình tụng kinh là mình biết. Ngồi tụng vậy chứ tâm mình phóng ra vậy lắm. Không có tội lỗi gì hết. Không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà cũng đừng vì cái đó mà bỏ tụng. Đó là mình chưa có, mình biết vậy phải không? Đó là tập nghiệp rồi. Phải tụng dữ nữa. Tiếp tục tụng để cho cái tập nghiệp nó giảm. Cho nên mình uống thuốc á, vô mà nó có tác dụng đó, nó làm cho da mình ngứa ngáy lên, mình thậm chí mình xin lỗi, mình đi cầu, mình đi sổ rồi đó, mình biết thuốc có tác dụng. Đừng có thấy những cái nó phản như vậy rồi nghĩ là mình ấy, đó là thuốc nó có tác dụng, bắt đầu nó sổ độc. Thì mình cũng vậy, bình thường mình chiều theo nó thích nghĩ gì là mình nghĩ theo, cho nên mình không thấy gì hết. Nhưng khi mình bắt đầu ngồi thiền, mình thấy mình quá trời lo ra. Sẵn đây Pháp Hòa cũng nói, có một cái câu hỏi của một chị Phật tử hỏi là khi ăn chay thì cứ tối ngày nghĩ chuyện mặn, mà cái lúc được ăn mặn thì không nghĩ mấy chuyện đó. Ví dụ như ngày ăn chay mà cứ nghĩ phải nấu gì mặn, mình biết rằng cái đó không có tội lỗi gì hết. Là mình tự mình biết rằng trong tâm thức mình cái tập nghiệp của chướng khí nó tập tu đó, nó chướng ngại mình tu. Ăn chay nghĩ chay chứ tại sao ăn chay nghĩ mặn, ăn chay mà cứ nghĩ cắt gà này nấu làm sao mà lúc bình thường ăn mặn không có, phải không? Thì mình biết rằng cái đó sám hối được, mình sám hối và mình nguyện được, nguyện cho con đừng có gặp những cái cảnh duyên như vậy. Và nếu với cái lòng chí thành mình chuyển được hết. Thôi thì tối hôm nay Pháp Hòa có một giờ với đại chúng để chia sẻ những câu hỏi của ngày hôm nay. Thì trong khi chia sẻ có gì sai sót mong đại chúng hoan hỷ cho. Nếu những câu trả lời Pháp Hòa, chia sẻ Pháp Hòa mà quý vị chưa có mãn nguyện thì xin cầu hỏi ở những bậc cao minh nữa. Còn khả năng Pháp Hòa thì chỉ có vậy thôi. Thì mong đại chúng an vui tu tập. Và ngày mai chúng ta có một ngày nghỉ ngơi, sẽ hẹn gặp lại đại chúng vào ngày thứ ba. A Di Đà Phật. Em mong đại chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng.
ơn nghĩa xin nguyện đền phiền nào, nguyện đoàn quả Phật xin chứng nên.